Chị ơi, có gì không? Không có đây nha. Không có. Hết rồi. Ôi, mẹ con này về đấy làm gì nhỉ? Hay nó báo án lên khai ra mình à? Nó bắt mình à? Ở đây chờ nó mới được. LýCa này mà khó khăn thế này chứ. Tớ cũng có hỗ trợ hết mình sửa nhà. Mà dạo này thì cháu ấy mấy chị ấy ra tù hay đến làm phiền. Năm mình đã có đại pháp gì đấy để hỗ trợ thì đấy. Đấy, bất đồng chí xuống hỗ trợ nhiều ấy. Tớ sợ chỗ gia đình chú đồng chí có cái không, cái đấy là nhìn tớ rất là thông thạo. Mẹ tớ cũng thông cảm vì là tốt rồi. Công việc mình là gì? Nó làm gì lâu thế nhỉ?
lâu lắm á. Ừ. Để xem nào. Cái này chắc là bị sưng lên này. Chờ mẹ nhá, mẹ lấy thuốc nhá. Mẹ đắp cho con nhá. Hình như ai đi đường đồng chí á. Tôi nhìn thấy dáng người xa xa thôi. Chắc là ai đi đường có như chồng LýCa xong rồi lên đây đồng chí. Mà cũng khả nghi lắm. Biết đâu chồng LýCa lại bám theo để gây chuyện gì. Không có khả năng. Thôi cứ chạy đi xem nào nhé. Chị lại làm đi. Nhớ đâu có chuyện gì xảy ra. Giống dáng của chồng LýCa hết đấy. Đâu? Xin tí rồi đây cho mẹ lên nước chỗ uống nhé. Em ơi, con làm sao đây? Anh đến đây làm gì? Về thăm em với con thôi mà. Em không cần đâu, anh đi về đi. Anh có làm gì cho đâu. Anh đi về đi. Đừng có đến đây làm phiền nữa. Sao em cứ trốn tránh anh ấy. Anh về đi, anh đừng có đến đây. Thì không, anh về nhà đi, với con nữa. Em không về đâu. Đi về đi. Anh tự về đi. Từ giờ đừng có đến đây nữa. Theo anh về nhà đi. Em không về đâu. Anh đi về đi. Theo anh về nhà đi. Đi về đi. Không về. Đi, theo anh về nhà đi. Bây giờ anh không uống rượu nữa. Em không về. Theo anh về nhà đi. Anh đi về đi. Bây đừng giờ anh đây sai nữa. Bỏ rượu mà. Đừng có đến nữa. Làm phiền hai mẹ con em nữa. Anh đi về đi. Đi về đi. Đi, theo anh về nhà đi. Em không về. Còn nữa, theo anh về nhà đi. Đi về đi, đừng có ở đây nữa. Theo anh về nhà đi. Anh đi về đi. Nó ở cái nhà rách nát này ở làm gì nhỉ? Quay con nữa, theo anh về nhà đi. Anh đi về đi, em không về đâu. Đi, đi về đi. Anh đi về đi để em yên. Đừng có ở đây đi. Nữa. Theo anh về nhà đi. Anh chỉ cái sự mà về. Theo anh về đi. Em không về. Đi, theo anh về đi. Em bảo em không về. Anh không uống rượu nữa. Anh sẽ lo cho em với con nữa. Anh nói như thế bao nhiêu lần rồi. Đi theo anh về nhà đi. Em không về. Anh đi về đi. Anh tự về đi. Em không về. Theo anh về đi. Theo anh về nhà đi. Em không về. Anh đi về đi. Đi về nhanh lên. Đi về đi. Đừng có. Anh về đây làm gì? Anh đi về nữa. Theo anh về nhà đi. Đi. Anh đi về đi. Em không về. Về đi. Đừng có ở đây nữa. Anh đi về nhà đi. Đừng có làm phiền hai mẹ con em nữa, anh đi về đi. Quay về theo bố về nhà đi. Đi về nhà. Nhà đi. Đi về đi. Theo anh về nhà đi. Đừng có làm phiền hai mẹ con em nữa. Anh đi về đi để mẹ con em yên. Con nữa, theo anh nhà đi. Đi đi, anh đi về. Theo anh về nhà đi. Con về theo bố về nhà đi. Đi về đi. Đừng có nói là đừng có theo con em. Anh đi về. Anh về nhà đi. Không ở cái nhà này nữa. Đi, đi về đi. Con theo bố về nhà đi. Đừng có đụng vào con đang đau đấy. Anh đi về đi. Anh đi về đi. Theo anh về nhà đi. Đi. Đi về đi. Con ơi, theo bố đi. Đừng có động đến con em. Đi theo anh về nhà đi. Anh đi về. Đừng có động đến con em. Đi về đi. Đừng có động đến con em. Anh kia. Anh kia. Sao anh lại đến đây nữa? Hả? Tôi về đón vợ con tôi về nhà rồi. Anh ơi, nhiều lần rồi mà anh vẫn đến đây đấy. Anh đến đây làm gì đấy?
Tôi về đón vợ con tôi về nhà đó mà. Đón kiểu gì mà anh suốt ngày đến quấy rỗi làm phiền hay mẹ. Tôi có làm gì đâu. Tôi nhìn thấy hết rồi đấy. Anh còn chỗi còn cãi. Anh đi về đi. Anh đi về đi. Từ từ đừng có đến đây nữa. Em theo mấy con nữa, theo anh về nhà đi. Mấy con nó theo anh về nhà đi. Anh làm gì đấy? Anh đi về đi. Anh bỏ quay cho anh. Bỏ quay cho anh. Đi về đi. Không, tôi không tha cho anh đấy. Đi. Anh về nhà đi. Bỏ quay cho anh. Tránh nhá đi. Bỏ ra. Suốt ngày chưa gặp ông ở đây đấy. Bỏ ra. Đừng có đến đây nữa. Bỏ ra. Theo anh về nhà đi. Yêu cầu anh đi về nhá. Cũng đợi đấy nhá. Đi về luôn nhá. Đi về luôn nhá. Mày nhá mặt tao nhá. Thấy mày ở đây. Bao nhiêu lần vẫn thế, vẫn không thay đổi được. Chả hiểu được nữa. Anh cũng quên rồi. Bảo các kiểu nhưng mà vẫn không tiến bộ thế nào. Cứ về. Anh cũng chịu đấy. Bắt em với hai mẹ con em đi về. Mà có thay đổi đâu, lúc nào cũng mùi rượu. Người toàn mùi rượu thôi anh ạ. Em sợ lắm. Thôi em nhà đi. Đi ra nhà đi. Em lên nhà đi. Ừ. Anh đi dưới em cũng được. Máy ở trên đồn anh nhìn thấy tưởng ai theo em. Anh ấy theo em về á? Anh nhìn giống giống. Đầu anh tưởng là người đi đường thôi, về sau nghĩ lại giống dáng chồng em ấy. Anh kia không lo nên là về theo. Hóa ra chồng em thật. Anh em đi em không đi á? Không. Hóa ra chồng em nay bám theo em á. Cháu sao đấy em? Chả hiểu sao chân khắc tự sưng lên anh ạ. Có khi nào bị bong gân không hay là bị... Không đi được ấy. Em dán này cho à? Vâng. Ôi. Bị sưng lên ấy. Cháu bị này lâu chưa? Bị từ cái lúc em lên thăm các anh về ấy. À. Biết sao nữa, bảo là kêu đau thôi em mới bế về. Máy trên đường về là bị cái này á? Vâng. Cháu không được ba vấp ở đâu. Cháu đi mạnh quá nên là bị bong gân hay sao mà. Em mà, bảo đi chợ cũng không biết được kiểu gì đây này. Mà chồng em thì cứ lâu lâu lại đến quay dỗ em này á. Nói chung là cứ thi thoảng lại đến. Đến thường xuyên ấy, đợt này đến thường xuyên ấy, liên tục ấy. Mình cũng dùng rất là nhiều biện pháp rồi. Khuyên, lập biên bản rồi. Mà anh ấy thì vẫn thế, không thay đổi được tí nào. Con lại còn đau chân nữa, cứ lôi kéo. Thế là em chuẩn bị đi chợ à? Đang bảo để nó đỡ đỡ tí, em bế nó đi theo. Chợ. Chồng của em thì anh cũng ngăn các kiểu rồi. Em đang tính đi tìm cái gì bán. Nhưng mà chân con lại bị đau này, không biết đi kiểu gì. Mà không đi thì cũng chẳng có gì cho con ăn ấy. Mang đi cũng không được. Thôi thì em cứ đi tìm hàng bán đi. Để cháu ở đây để anh trông cho, anh hết giờ làm rồi. Anh không phải đi làm rồi. Thế hay là anh trông hộ em với, hộ em một lúc nhé. Anh trông cho. Em cứ đi, yên tâm, giao cháu cho anh. Vâng. Anh trông. Em cứ để cháu ở đấy, để anh lên nhà trông. Để em bé với cháu ở trong kia đi. Bên đây nhá. Cháu đau nó không đi được nữa. Không đi được các anh ạ. Con ở với bác cho mẹ nhá. Mẹ đi chợ một tí nhá. Xong mẹ mua đồ ăn cho con nhá. Mẹ anh trông hộ em với nhá. Em cứ đi. Tranh thủ đi một tí em về. Ừ, cứ để cháu đây anh trông cho. Chợ nha. Con đưa về bác cho mẹ nhá. Đi chợ một lúc xong rồi. Chơi nhé.
muốn gì? Bác đây cho nhé. Ngồi đây chờ bác đi nhé. Ngoan không? Ngoan. Ok. Ngoan lúc đi. Ngoan.
về nhà anh ấy ăn cơm. Không, anh bảo em đi ra ngoài chợ đón chị, và chị đi chợ rồi, thế em ra đến đấy rồi nhưng mà không thấy chị ở đấy. Em không về đâu. Đi trên đường này gặp chị ở đây mà. Chị đi về trước đi. Không sao đâu mà, chị lên đi. Không, em đưa về, anh ấy bận lắm, anh không có thời gian đi đón chị. Không, em không về đâu, chị đi về đi, em đi bộ cũng được. Con chị đang ở đấy rồi. Bác và cả mẹ anh Đông nữa, bảo đi về để nhanh để ăn cơm. Bác con nấu đợi rồi. Cả con em cũng ở đấy á? Đấy, con chị nữa, đây này. Đem cả mũ, bảo đi. Anh bảo nhớ đón chị về sớm. Chị lên đi. Con chị đang ở nhà anh Đông á. Đường đi nhà anh Đông đâu? Đâu, ở đây là đi chợ, xong rồi đang định mua ít đồ đi vào nhà anh Đông chơi ấy. Thế đây qua đường nào lại qua ở đây? Tí đi một đoạn nữa, qua hết đường này xong rồi mua ít đồ xong rồi đến nhà anh Đông mà. Nhưng mà xe hết xăng rồi, bây giờ làm thế nào được nhỉ? Rồi này. Bây giờ ngồi đây chờ bác nhá. Còn đau không?
chơi vui không? Hả? Có. Mẹ ăn no chưa? Chờ... Thôi, mẹ con giờ mới đi chợ về này. Muộn lắm rồi mà chưa thấy về này. Mới đi chợ bán tận đâu nữa. Lạ nhỉ. Ngày mà hôm đi chợ về sớm sớm hôm nay mình muộn thế nhỉ. Mới bán tận đâu nữa. Lâu thế nhở? Đi chợ hôm nay sớm về muộn đấy. Trời, trong mưa đấy giờ chưa về. Chơi vui không? Có. Hả? Có. Mẹ ăn no chưa? Chờ... Thôi, mẹ con giờ mới đi chợ về này. Muộn lắm rồi mà chưa thấy về này. Mới đi chợ bán tận đâu nữa. Còn lạ nhỉ. Ngày mà hôm đi chợ về sớm sớm hôm nay mình muộn thế nhỉ. Mới bán tận đâu nữa. Bác cho cháu hỏi nhờ một chút. Ở đây đi đến khu dân cư còn xa không bác? Cháu cứ đi đường này đi khoảng 2-3 cây thì có nhà dân ở đấy. Cái đường này đi... là đường đi đâu hả bác? Đường đi... Khuyết bà cũng không nhớ tên đâu. Bảo đi Lâm Bình hay đâu đấy.
Cháu ở đâu về khỏi lá thế, không biết đường cả. Cháu về đi lạc cả. Cháu cứ đi đường này đi. Bà chân cháu ở đây thôi. Cháu cảm ơn bác ạ. Vâng.
Mày ơi, mày đâu rồi? Mày ra đây con nhờ tí. Mày ra đây. Mày ơi, mẹ cháu của ai, con của ai đấy? Mày đang bị đau chân đấy. Mày bế hộ con tí. Cái này là con VIEO ấy mẹ. Nó là mẹ cháu mày đang bị lạc. Mẹ chăm hộ con tí. Con trong tí tìm LýCa tí. Có biết lạc VIEO mất rồi mẹ. Mẹ chăm con tí nhá, nhưng đau chân đấy ấy. Để với bà nha. Để với bà tí nhá. Chờ bác tìm mẹ đã nhá.
chưa? Em bán đây lâu chưa? Em bán được một lúc rồi anh ạ. Thôi anh không bán thì em đi về nhà với con luôn. Còn em đang ở nhà rồi, mẹ anh chăm rồi, em cứ bán. Bán tốt xong về. Em cảm ơn bác quá. Cảm ơn anh nhiều lắm. Không quá chị ạ. Con này bán không? 5.000 ạ. Chua hay ngọt đấy? Chua thôi ạ. Chua lắm à? Chua bình thường. Con ăn cơm no chưa? No dạ. Cho ta ba. Vâng. Anh Đông đi đâu hả bác? Anh Đông đi tìm đi cả rồi hôm qua đi, từ hôm qua không thấy về nhà. À, thế chị đi ca đi đâu mà đi tìm không mà biết. Bác? Không biết, lạc từ hôm thế qua à? Rồi. Con này là con của chị LýCa đúng không? Vâng. Yêu thì ở nhỉ? Đây đợi mẹ. Chị LýCa đi đâu mà lạc được bác nhỉ? Không biết lạc từ lúc nào không biết. Thấy thằng Đông lấy đứa cháu này về gửi bác. Anh Đông đi đến từ sáng đến giờ chưa thấy về. Lâu về quá. Vâng. Mới tìm được chị ấy. À, cháu xin phép đang ra nghe điện thoại chứ ạ. Vâng. Chết thôi. Biết anh Đông có tìm thấy cô ta không nhỉ? Không biết gặp cô ta, không biết cô ta có nói gì với anh Đông không nhỉ? Nhưng mà cô ta mà nói ra thì chết mình đấy. Lộ hết. Con ơi. Ô, cháu ơi.
còn mới nhớ cháu lắm đấy, nhớ mẹ lắm đấy. Sao em ạ? Mẹ nhớ con quá. Cháu hôm qua đi đâu? Không thấy về nhà. Thằng cò nhớ mẹ lắm đấy. Thế em ngồi lên đấy. Ngồi lên đấy. Cháu. Em ngồi xuống em. Vâng. Cháu đi đâu không thấy về. Chuyện dài lắm đó. Thế thì tốt lắm, cháu về đến đây là tốt lắm rồi. Cháu cảm ơn bác quá, mà không có bác thì không biết thì... anh Đông sẽ nghĩ ai thì con cho ai để đi tìm cháu nữa. Cháu không biết đường về ấy. Chuyện ra dài lắm bác ạ. Cháu ở đây cháu không tiện nói ra. Cảm ơn bác rất nhiều đã trông thằng bé cho cháu. Thôi nào không muộn rồi, em để lên tay xong là vào hộ mẹ anh Đông nhớ ăn đây luôn được. Vâng ạ, để em muộn rồi. Con ở với bà nhá. Mẹ đi rửa chân tay đó nhá. Em cứ để đây, để cháu. Em đi rửa chân tay đó. Em ngồi xuống đây. Đỡ đến nào chưa? Em ngồi xuống. Ê giời, nó mẹ về rồi nhá. Để mẹ tí nhá. Ngoài, ngoài. Con nhớ mẹ không? Con nhớ mẹ không? Mẹ về rồi còn đâu, mẹ về rồi mà. Chân đỡ thế nào chưa? Rồi. Không đi được đấy. Chị nhá, chị mà dám mách lẻo với anh Đông nhá, tôi cho biết tay ấy. Chị nhớ là còn có con của chị ấy. Nhưng sao hôm qua chị lại bỏ em ở chỗ hoang vắng thế? Tôi đã bảo chị là đứng ở đây đợi tôi cơ mà. Bảo tôi đi sửa xe một tí thôi mà, bảo xe hỏng cơ mà. Chị bỏ em ở đây em có biết đường về đâu. Ai bỏ? Bảo đứng ở đây đợi rồi còn đi đâu. Lúc quay về có thấy đâu. Nhớ cái mùng nhá. Nhớ nhá, dám mà hé lộ giọng tí nào. Sao mày em? Để em ngồi với con đây. Chắc em đi ngồi đây chữa đi về luôn. Thôi, ăn cơm mấy muộn rồi. Cháu còn đi về xem nhà cửa nào, sợ chồng cũ lại đập phá ạ. Chị mệt rồi, chị cứ ngồi về đây đi để em đi nấu cơm. Cảm ơn bác nhiều ạ. Vừa bán cơm lên dậy về. Thôi em về sợ chồng cũ lại đập phá nhà cửa, em mới về đây. Em ăn cơm đã hả? Về sớm. Về nãy bán cơm hay sao lại đổi ý thế? Em sợ chồng cũ lại đập phá cửa. Thôi để anh đưa về đi. Không cần đưa đâu anh ơi. Anh đi vào anh không cần lấy. Thôi để anh đưa về. Em chờ anh đó. Chờ anh thì anh đưa về nào. Thôi em thì về cũng được. Anh đi đâu ấy? À anh đưa nước cao về đi em ăn muộn rồi. Gì muộn rồi ăn cơm á. Em mà lại chờ anh đi. Đi đâu? Anh đưa nước cao về cho bỏ đây. Mưa không biết được. Đưa nước cao về. Còn về bao giờ mới đến nhà? Em ngồi lên xe để anh đưa về nào. Vào nhà đi, vào nhà chơi. Thôi con ơi, trời sáng rồi vậy nè. Trời sáng rồi vậy đi.
Để đi rửa mặt nào, ăn sáng xong đi hộ mẹ nào. Vậy nào, để đi, để đi. Còn yêu mẹ không? Có. Ừ, mẹ một cái nào. Dạ thế. Thì đói bụng chưa? Thế mẹ đâu? Mẹ rang cơm cho con ăn nhá. Ở đây chờ mẹ nhá. Ăn đi, ăn xong là cái mẹ đi làm vườn nhé. Con này, con khát gấp ăn. Tự ăn nhá. Con nuốt luôn rồi. Ngon không? No rồi nhé.
rượu làm lại cuộc đời rồi. Phải đi đón hai mẹ con này về nhà mới được. Có chuyện gì thì nói. Cứ
Anh ơi. Cái gì? Thế anh có muốn vợ con anh về với anh không? Thôi có mà. Em có cách này để chia rẽ bọn nó. Anh có. Chị có cách gì? Chị anh có làm theo để em. Làm mà. Rồi rồi. Vợ anh không được ấy, anh cứ nhằm vào cái thằng con của anh ấy. Kiểu, yeah. Kiểu gì vợ anh chẳng đi theo. Không. Ôi, xong anh đi luôn nhá. Vâng. Gì đấy? Anh đến đây làm gì? Anh lấy hoa quả về cho em mấy con mà. Em không nhận đâu, anh lấy đi về đi. Em nhận đi. Anh lấy đi về đi. Anh có làm gì cho em đâu mà. Em không lấy đâu, anh đi về em đi. Em nhận đi. Đừng đến đây nữa. Đi về đi. Anh đi về đi. Sao em nói thế nhỉ? Em nhận. Không, em không lấy đâu, anh đi về đi. Em lấy đi. Đã bảo không lấy mà anh lấy đi về cho đi. Con cơ mà. Con em tự nuôi, anh về đi. Đừng đến đây làm phiền á. Em không lấy đâu. Giờ anh đi về đi. Bây giờ anh thay đổi, anh không uống rượu rồi, không rượu chè nữa rồi. Anh, em về theo anh đi, với con nữa. Em không về, anh nói thế bao nhiêu lần rồi, em không tin anh nữa đâu, anh đi về đi. Đi về đi. Đừng có đến đây làm phiền hai mẹ con em nữa. Rượu chè anh không uống nữa. Mình sai rồi em ạ. Anh đi về đi. Anh đừng nói nhiều nữa, anh đi về đi. Nói thế bao nhiêu lần rồi. Theo anh về nhà đi. Đừng đến đây làm phiền hai mẹ con em nữa, không anh đi về cái đi. Nhà này nữa. Đi về đi. Đi về theo anh. Em không về. Đi, nhận quà đi. Em không lấy đâu. Theo anh đi về đi. Em không nhận, anh đi về đi. Anh em đi về không lấy đi. Cho con đi. Lấy đi. Em không cần đâu. Anh đi về đi. Bây giờ anh thay đổi rồi, anh không uống rượu chè nữa rồi. Anh tu chí làm ăn rồi. Đi. Thôi, theo em không tin anh đâu, anh về đi. Thôi anh về nhà đi. Em không tin anh đâu, anh đi về đi. Em không tin anh nữa đâu.
Thì em mới con theo. Anh hứa bao nhiêu lần rồi? Anh hứa không anh có làm được đâu. Nhận đi. Em không lấy, anh đi về đi. Anh đi về đi. Anh không về. Anh đi về đi. Anh đi về đi. Đi. Anh đi về nhà đi. Đi về luôn đi đừng qua đây nữa. Đéo anh về nhà đi với con nữa. Đi về đi. Em không về đâu. Từ lần sau đừng có đến đây nữa nhá. Đừng đến làm phiền hai mẹ con em nữa. Đừng đến làm phiền hai mẹ con em nữa. Đéo chịu về theo mình. Như cách bắt con về mới. Bắt nó luôn giờ. Cơm chờ con tí nhá. Con mang ra cho hai mẹ con này đi. Nhớ về nhanh nhá. Vâng vâng vâng, con đi tí con về đây. Con đi luôn đây. Nếu về theo mình phải nghĩ cách bắt con về theo mình mới được. Yeah.
tính gì nhỉ? Con ơi, con đi đâu rồi con? Con ơi, con ơi, con ơi, ngồi thế đây đi đâu rồi? Con ơi, ai bế con mình ấy? Anh đứng lại, trả con lại cho tôi. Đi theo anh về nhà đi. Anh lấy con tôi đi, anh có nuôi được không? Suốt ngày anh rượu chè, anh có nuôi được nổi không? Đưa con đây. Đưa con tôi đây. Cũng là con của tôi mà. Suốt ngày uống rượu sao mà nuôi được con? Đưa con tôi đi. Ôi về nhà đi. Trả con lại cho tôi. Không nhà mày nữa. Anh trả con lại cho tôi. Đưa con đây. Đưa con tôi đây. Đưa con tôi. Đau quá. Trả con lại cho tôi. Đưa con tôi đây. Đưa con tôi đây. Đưa con tôi đây. Đưa con tôi đây. Anh đưa con tôi đây. Trả con tôi đây. Đưa con tôi đây. À? Em ơi, LýCa ơi, đi đâu mất đấy? Em ơi, em ơi, LýCa ơi, thôi nhờ, đang nằm đây đi đâu mất rồi? Em đây này, LýCa ơi. Con này đi đâu rồi? Đang làm vườn dở hay đâu? Em ơi! Đi đâu rồi nhỉ? Em ơi! Con này... Đi đâu? Mày ngồi kia đấy kìa! LýCa thế nhỉ? Làm gì ngồi kia thế này? Sao đây này nhỉ? Sao lại ngồi đây? Em làm sao? Hả? Sao đấy? Sao lại ngồi đây? Mà con em đâu? Còn em chồng bắt đi rồi. Chồng cũ em á? Em sẽ không kịp. Thế lâu chưa em? Mấy bữa nãy ấy. Thế em ngã à? Bị đau chân à? Đau đây á? Vâng. Thôi thôi đấy, nhiều về nào. Về nhà nào. Được rồi. Còn nào. Em. Về anh giải quyết cho. Em muốn đi lại lấy con của em về. Ôi, đi về đó, đi về đó. Cứ đi về đó. Về đi, về đi, về nhà đi.
bình tĩnh, ngồi xuống đã. Này để anh giải quyết cho, không phải lo đâu. Ngồi ngồi tựa vào đấy, ngồi gì vào đấy. Đâu chân này? Thế mọi chuyện là như thế nào? Kể cho anh nghe em nào. Nhục cụ em nhá, đến đây á. Em đang làm vườn. Mãi làm vườn, thế là em nghe thấy có tiếng động. Em mới lên không thấy con đâu rồi, nhìn đi thì thấy chồng cụ em mễ đi rồi. Bình tĩnh. Việc này thì anh giải quyết cho. Không... Em cũng bình tĩnh. Em muốn đi đón con về. Em cũng bình tĩnh. À, hôm nay anh qua nhà, mẹ anh có lấy cho em ít bánh mà tí nữa em ăn nhé, anh nghỉ đây nhé. Không phải bao giờ. Em cũng ăn đâu. Thôi em yên tâm đi, chuyện này cứ để anh giải quyết cho. Chồng cô em bao nhiêu lần như thế rồi. Em bình tĩnh. Em bình tĩnh lại đi. Anh biết chồng em ở đâu đấy. Bây giờ em theo anh đi. Đi lên đấy để đòi lại con đi. Không anh ta say rượu hôm nay thì không biết chuyện gì xảy ra đâu. Nhá. Thì em dậy dậy đi theo anh nào. Không tí nữa là muộn lắm ấy. Không biết chuyện gì xảy ra đâu. Chồng em say xỉn đấy. Rồi đi theo anh nào. Đi nào em ơi. À mà chân em có đi được không? Chân em đỡ rồi anh ạ. Đi được rồi. Đi được không? Đi đi anh ơi. Ừ, đi. Em ơi, để anh quay xe đã. Đấy nha. Ừ. Nhìn đâu nha. Ok. Ở bố rồi nha. Ừ. Mẹ không biết theo thì thôi. Ở đây rồi. Ừ. Ừ, đi theo mẹ làm gì. Ôi bố sướng. Ngủ. Ừ. Cho đi chơi. Ở đây bố nha. Ừ. Đừng đi đâu nha. Đi lên. Bố nhậu. Nhiều cũng hết. Ngồi đây nhá. Đi đâu nhá. Cửa. Đóng cửa vào. Ai về đấy nhỉ? Vào đây em ơi. Chắc chắn chồng của em ở trong đấy rồi. Có ai trong đấy không? Có. Tôi đề nghị anh mở cửa ra nhá. Mở cửa ra để LýCa đưa con về nhá.
về nhà đi. Chúng mày về đi. Con tao tao nuôi. Chúng mày về đi. Không ở đây làm phiền tao nữa. Về đi. Tôi đi nghỉ anh mở cửa ra nhá. Nếu không thì về đi. Tôi gọi người xuống bắt anh đồn đấy. Đừng về đây làm phiền tôi nữa. Anh mở cửa ra đi, mở cửa ra để tôi đón con tôi. Anh suốt ngày uống rượu thế sao mà nuôi được con? Mở cửa ra đi. Con có bị làm sao không? Con có đói không? Cái này chuyện gia đình thôi. Không nào ông có thấy ông ở đấy có liên quan đến ông đâu. Chúng tôi đã cảnh cáo anh nhiều lần rồi mà anh vẫn không nghe. Anh vẫn thành xử như thế. Tôi đón con về sống với tôi mà. Không, đón con nhiều cách mà anh đón như thế thì vi phạm pháp luật rồi. Như thế là không được. Anh đi về đi. Đừng ở đây làm phiền của con tôi. Tôi đề nghị thả hai mẹ con em về nhá. Không bắt bớ anh đâu. Anh về đi. Em ở đây. Nào nào nào, không làm thế đâu nhá. Không đi thế đâu. Không làm thế đâu nhá. Không đi với thằng công an này nữa. Ông đi về đi. Này. Đi về đi. Ông đi về đi. Nào. Em ở đây. Ở đây với anh. Anh bảo ra. Ông đi về đi. Thả em này. Quay đi. Thả ạ. Anh bảo ra. Đi về đi. Đi về đi. Con cái này không được quan đến ông. Thả em này. Ông về đi. Đi về đây. Em đi về theo anh. Đi ra đâu đây. Đi ra. Đâu. Không cho đi đâu ấy. Thả đi. Đừng gửi ra mày. Em về đây. Quay con nữa ở đây. Không đi theo thằng này. giống em Đông thế nhở? Suốt ngày chở hai cái mẹ con LýCa này. Thật đấy.
đưa con lyca về. Con này không có chân hay sao nhỉ? Lúc nào không đưa nó về. Có bị làm sao không? Em kiểm tra con em nào. Không có bị đau bị thương đâu không? Bố có làm gì cho con không? Đánh con không? Xem là cháu làm sao không? Chắc không sao đâu nhỉ? Không làm gì chắc là không làm gì cho ông. Bố nó cũng thương nó thôi, chẳng qua bố nó kiểu uống rượu nhiều ấy. Không làm chủ được bản thân ấy, rượu chè vào rồi. Mà hôm qua anh ấy đến đây à? Đến đây còn lôi kéo nữa, em không chịu về. Xong là lúc em đi làm vườn thì chắc là lại vào trộm lấy con ấy. Nó kéo em về. Nó kéo, lôi kéo. Để anh đó. Nhắc nhở bao nhiêu lần vẫn không nghe, vẫn không tiến bộ được. Anh ấy chắc không thay đổi được đâu. Sao là tốt rồi em ạ? May quá, có anh với em làm thế nào được nữa. Thật nợ anh không biết muộn. Được rồi, cái con này, mày, tao đợi anh Đông về đó. Tao cho mày một bài học, mẹ con này. Mà em kiểm tra cái đầu gối xem còn đau không, đỡ hơn chưa? Em cũng đi được rồi anh ạ, chắc bong gân thôi, đỡ, bây giờ đi được. Không, nó ngã, chạy ngã. Chạy xong là em bị bấp xuống, ngã xuống. Mà tí nữa em đi chợ thì em cứ lấy đồ đủ đi, bán đi. Em không phải lo đâu. Cái đu đủ này cũng vườn bạn anh thôi, bạn anh giao cho anh rồi. Được. Em cứ lấy đi bán đi nhé, không phải suy nghĩ gì đâu nhé. Chắc giờ cũng muộn muộn rồi, anh xin phép anh về thôi. Nhé.
mẹ không? Ừ. Còn yêu mẹ không? Xin với mẹ đi chợ nhé. Chị hiểu nhầm rồi chị ạ. Anh Đông thấy hai mẹ con em khó khăn quá nên anh Đông giúp đỡ thôi. Chứ em không có ý gì đâu ạ. Mày im mồm đi. Mày tưởng tao trẻ con à? Ngày nào mày cũng dụ dỗ anh đấy. Ngày nào mày cũng bắt anh đấy trở đi trở về. Con này, mày, tao cảnh báo mày bao nhiêu lần rồi. Mày không nhớ à? Mày nhớ cái mặt mày nhá. Tao bắt gặp mày bao nhiêu lần rồi hả? Mày nhìn mặt mày xem. Có xứng đáng không? Tao tha cho mày bao nhiêu lần rồi nhá mày nhá. Chị ơi, chị cứ bình tĩnh nói chuyện đã. Mọi chuyện không như chị nghĩ đâu chị ạ. Con này, em mày im mồm luôn. Mày còn lèm bèm. Mày cứ bắt. Chị ơi, chị bình tĩnh nói chuyện nhá. Chị ơi, chị bình tĩnh nói chuyện đã. Bình tĩnh cái gì? Tao bảo mày bao nhiêu lần rồi hả? Ơi, có gì bình tĩnh nói chuyện đã chị. Bình tĩnh à, cái con này mày. Im mồm hả? Tao bảo mày bao nhiêu lần rồi. Mày có biết đất này đất của ai không? Cái này đất của nhà anh Đông nhá. Đúng là của tao nhá. Tao thích đuổi mày lúc nào cũng được nha mày nhá. Chị, em xin chị ấy, chị đừng làm thế, con em sợ chị. Con mày sợ thế mày có sợ không? Tao cảnh báo mày như nào rồi? Hả? Con này, tao cảnh cáo mày nhá. Tránh xa anh Đông ra nhá. Đừng để tao nói nhiều nha mày nhá. Chị đừng làm thế. Mày nhớ đấy. Mày mà còn lần sau tao còn bắt gặp như thế đâu mày nhá. Nhớ chưa? Hả? Mày buộc cái tay nhá. Chị đừng làm thế hả? Mày. Chị ơi, em xin chị đừng làm thế. Đừng... của em mà chị ơi, em xin chị mà đừng làm thế chị ơi, chị ơi em xin chị mà chị ơi đừng làm thế chị ơi, em xin chị mà chị ơi, bỏ đây à, đừng làm thế chị ơi, em xin chị mà đừng làm thế, đừng làm thế chị ơi, em xin, chị ơi đừng mà để mẹ con em xin, chị ơi, đừng làm thế mà để em xin mà chị ơi, lần sau tao cảnh báo mày nhé, chị ơi em xin chị mà chị ơi, chị đừng bắt đầu của em như thế chị ơi. Sau để tao bắt gặp nhá. Liệu cái thần hồn đấy. Sao chị lại đến thái nhà khác của em như thế? Tại sao à? Tại sao à? Mày không hiểu cái lý do à hả? Chị vứt hết đồ đạc của em rồi, em không có gì để dùng nữa đâu. Lần này tao còn làm nhẹ nhàng nhá mày nhá. Lần sau để tao bắt gặp mày đứng với anh Đông á mày. Chết với tao. Nhớ.
Con này đi chợ nào.